Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các chủ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Xuất cấp 60 tấn gạo hỗ trợ người dân xã Hải Ninh bị ảnh hưởng do tình trạng cá chết bất thường. Quảng Bình, thương hiệu cá trắm Song Son. Đất nước hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Ai, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 27 tháng 4, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về vấn đề an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, thời gian qua các cấp các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng bức xúc trong nhân dân. Qua đợt cao điểm an toàn thực phẩm từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, cho thấy mức độ tồn dư các chất độc hại, chất cấm trong nhiều loại thực phẩm đã có mức giảm đáng kể. Tuy nhiên, cũng có những sản phẩm vẫn vi phạm với tỷ lệ cao hơn, như các mặt hàng thủy sản, vi phạm các chỉ tiêu về hóa chất, kháng sinh cấm và vượt giới hạn là 7,27%. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương đã tập trung thảo luận về những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhất là khâu tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế, một số địa phương chưa quan tâm và thiếu tập trung trong quản lý an toàn thực phẩm, chậm phát hiện và không kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm. Hầu hết các vụ vi phạm là do báo chí phát hiện. Chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa, chưa chú ý xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ công chức khi thực thi công vụ. Bên cạnh đó, hiện tại vẫn còn rất nhiều vấn đề nổi cộm cần được quan tâm xử lý để giải quyết dứt điểm, như vấn đề sử dụng sabutamol, vàng ô kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, công tác quản lý tại các chợ, nhập khẩu rượu giả, kinh doanh thực phẩm chức năng còn buông lỏng. Còn rất nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu, quy trình kỹ thuật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các khâu ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đến khâu bảo quản, sơ chế, chế biến, đặc biệt tại các cơ sở giết mổ, sơ chế nội tạng động vật. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, các bộ ngành địa phương đã kiến nghị đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, an toàn thực phẩm là vấn đề liên quan đến sức khỏe con người. Do vậy, đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương. Vấn đề này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm, sớm có phương án kinh phí cho công tác quản lý an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, cần tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát chặt chẽ vấn đề an toàn thực phẩm để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm xảy ra trên địa bàn. Cùng với việc vận động tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các doanh nghiệp, người sản xuất cần tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất để đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho người dân. Chiều nay ngày 27 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các chủ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, khu vực ven biển trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân sinh sống bằng nghề biển và cả dịch vụ hậu cần nghề cá. Tình trạng cá chết bất thường cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó có lĩnh vực du lịch dịch vụ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra ra soát, nắm tình hình thực tế tại các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, các nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.
Qua đó, Sở đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có phương án quản lý chặt chẽ khâu nhập nguyên liệu, đảm bảo an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Sở cũng đã yêu cầu các đơn vị không được sử dụng nguồn cá ven bờ và cá chết để phục vụ khách du lịch trong thời gian này. Theo báo cáo sơ bộ của các đơn vị kinh doanh du lịch, có khoảng 30% số lượng khách đã đặt dịch vụ dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 2016 tại Quảng Bình đã hủy dịch vụ. Các đoàn khách du lịch chưa đặt dịch vụ có điện thoại thăm dò tình hình và hủy tour hoặc chuyển dịch vụ và lùi thời gian đến Quảng Bình. Để nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 2016 và mùa cao điểm du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời tập trung tuyên truyền quảng bá du lịch tâm linh, lịch sử cách mạng và du lịch khám phá, trải nghiệm, du lịch hang động để khách du lịch lựa chọn. Tại hội nghị, chủ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng đã phát biểu nhiều ý kiến về các giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn, đồng thời kiến nghị đề xuất các phương án khắc phục đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn diễn ra an toàn chất lượng. Theo đó, mọi người đều rất mong chờ kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng về vấn đề cá chết bất thường để người dân được rõ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần tăng cường công tác quảng bá về du lịch Quảng Bình, bởi ngoài du lịch biển, Quảng Bình còn có nhiều sản phẩm du lịch khác hấp dẫn không kém và có nhiều đặc sản sạch, thực phẩm sạch khác đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã yêu cầu cần tuyên truyền sâu rộng, không để người dân và khách du lịch tắm biển, ăn cá biển không rõ nguồn gốc trong thời điểm này. Về các giải pháp để ổn định tình hình phát triển du lịch, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu: Tôi đề nghị là các ngành chức năng tập trung để mà quản lý cho tốt, để mà phục vụ cho cái vấn đề du lịch. Thì trong đó là Sở Công Thương, rồi là Chi cục Quản lý Thị trường, là kiểm soát chặt chẽ cái vấn đề vận chuyển hải sản, không cho vận chuyển mua bán những cái hải sản mà đánh bắt trên bờ vùng là từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, rồi là không cho là các nhà hàng sử dụng hải sản này, và kiểm soát chặt chẽ. Rồi là về phía biên phòng tỉnh ấy, là kiểm soát dọc bờ biển và tuyệt đối không cho các cái tàu, các cái thuyền đánh bắt hải sản dọc bờ biển Quảng Bình. Vừa qua đã có tình trạng là 60 thuyền của ngư dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đánh bắt hải sản ven bờ từ là Quảng Đông đến là xã Quảng Phúc thuộc huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, thì biên phòng tỉnh đã xua đuổi và đã cấp các cái chủ nhà hàng, khách sạn đó là phải có cam kết là không sử dụng là cái nguyên liệu thủy hải sản đã bị nhiễm độc và không sử dụng các cái thủy hải sản mà đánh bắt ra bờ. Cái này là phải cam kết nghiêm túc. Về phía tỉnh sẽ có cơ chế, sẽ có chế tài để mà xử phạt nghiêm nếu như mà các nhà khách sạn nào mà để mà xảy ra tình trạng là ngộ độc cho khách du lịch. Tôi đề nghị là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cử cán bộ là kiểm tra hàng ngày đối với các khách sạn, nhà hàng, mà trước hết là các vùng trung tâm du lịch như là thành phố Đồng Hới, rồi là trên Sơn Trạch, chỗ Phong Nha Kẻ Bàng, là phải kiểm tra hàng ngày về cái sản phẩm mà là tươi sống thủy sản mà có nguồn gốc từ biển và từ là các cửa sông nước lở, thì đảm bảo là an toàn cho người dân, cho khách du lịch. Riêng á, là những cái nhà hàng, những cái khách sạn, đặc biệt là các nhà hàng hải sản mà hiện nay đang dự trữ những cái hải sản mà có nguồn gốc rõ ràng và có nguồn gốc trước thời điểm xảy ra ngộ độc, thì là báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để mà có cái kiểm tra, để mà có xác nhận trong điều kiện đang còn tươi sống, ví dụ như là cá đang còn sống, cua đang còn sống, ghẹ đang còn sống, tôm đang còn sống, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận bằng văn bản để cho nhà hàng đó tiếp tục sử dụng để phục vụ khách, và Sở Nông nghiệp là xác nhận bằng văn bản để khách du lịch yên tâm sử dụng. Thì đây là vấn đề quan trọng để mà đáp ứng một phần nhu cầu của khách du lịch. Tôi đề nghị là Sở Công Thương tạo điều kiện để các khách sạn, nhà hàng thì có sự liên kết với các tỉnh là ven biển
là Nam Trung Bộ, ven biển Nam Bộ để mà đưa cái thủy sản từ phía Nam để đưa ra địa bàn tỉnh trong điều kiện mà mình chưa có, và chi cục quản lý thị trường là kiểm soát cái nguồn gốc của thủy sản, và Sở Nông nghiệp Phát triển Thôn là kiểm soát cái đầu tư sống, và các nhà hàng, các khách sạn là có thể có quyền lưu giữ những cái hải sản tươi sống mà có nguồn gốc rõ ràng, không phải nằm trên cái địa bàn là các tỉnh như là Bắc Trung Bộ, để phục vụ khách du lịch nếu như là cần thiết, để khách du lịch đến là yên tâm. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì phối hợp với Sở Công Thương để mà có hướng dẫn các cái thực đơn mà để làm phong phú nếu như mà không có cái hải sản từ biển để mà đảm bảo cho cái phục vụ khách du lịch. Và Sở Tài nguyên Môi trường là có trách nhiệm theo dõi cái sự kết luận của các bộ ngành trung ương và tiếp tục lấy mẫu để mà gửi ra Bộ Tài nguyên Môi trường để có phân tích về vấn đề là chất lượng là nước ở các bãi tắm, chất lượng nước biển, để mà khi đạt yêu cầu thì công bố cho các khách sạn, cho các cơ sở là dịch vụ du lịch để mà hướng dẫn khách du lịch là tắm. Tôi đề nghị để cho nó rõ ra hiện nay trước mắt là không được tắm để mà đảm bảo cái sức khỏe, và tôi đề nghị các nhà khách sạn là có cái hợp tác với tỉnh. Và nhân đây tôi nói rằng là về phía tỉnh là sẽ làm hết mình vì khách sạn, vì nhà hàng và vì khách du lịch, và đồng thời về phía tỉnh cũng xử lý nghiêm những khách sạn, những nhà hàng, những chủ dịch vụ du lịch nếu như mà vi phạm. Nếu như mà để xảy ra một cái vụ ngộ độc thì ngoài việc rút giấy phép ra, tỉnh sẽ áp dụng là biện pháp mạnh, là có thể truy tố hình sự để đảm bảo kỷ cương, và nhất là để đảm bảo là môi trường du lịch Quảng Bình là để khi khách du lịch đến là yên tâm. Thì trong lúc khó khăn như vậy thì tôi đề nghị là các cơ sở du lịch, các khách sạn, nhà hàng là phát huy cái ưu điểm của các khách sạn, nhà hàng trong thời gian vừa rồi, đó là bán đúng giá, đó là thân thiện. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch dịch vụ lành mạnh, tạo niềm tin cho du khách khi đến Quảng Bình. Chiều nay ngày 27 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Doha Hàn Quốc. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nồng nhiệt chào mừng đoàn công tác của Tập đoàn Doha Hàn Quốc đã đến và triển khai hợp tác đầu tư tại tỉnh Quảng Bình. Theo đó, thực hiện chủ trương xúc tiến kêu gọi đầu tư, tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận để Tập đoàn Doha triển khai dự án nhà máy sản xuất viên đèn năng lượng tại khu công nghiệp Hòn La và đang tiếp tục xúc tiến đầu tư dự án nhà máy điện sinh học. Đây sẽ là những dự án tạo nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác đầu tư trong tương lai. Chính vì vậy, tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chúc cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam Hàn Quốc nói chung và giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình với Tập đoàn Doha nói riêng ngày càng phát triển trên tầng cao mới. Tập đoàn Doha Hàn Quốc cam kết sẽ nỗ lực hết mình để triển khai thực hiện thành công dự án tại tỉnh Quảng Bình. Tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Tập đoàn Doha Hàn Quốc, Ban quản lý khu kinh tế Quảng Bình đã trao giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án nhà máy sản xuất viên nén năng lượng. Sở Kế hoạch và Đầu tư trao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành lễ ký kết hợp đồng thuê đất đối với dự án nhà máy sản xuất viên nén năng lượng. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo Tập đoàn Doha Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ sẽ cùng nhau hợp tác để phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Sáng nay ngày 27 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai các chương trình phối hợp năm 2016. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thư vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm 2015, công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với các sở ban ngành có liên quan đã đạt được những kết quả tích cực.
việc lồng ghép các chương trình phối hợp vào nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, làm chủ, tự quản của cộng đồng, đã tập trung xây dựng các mô hình điểm với nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, tạo được những điểm nhấn nổi bật của từng nội dung phối hợp, góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy mại dâm HIV/AIDS, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ tài nguyên môi trường được mặt trận các cấp triển khai theo hướng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với từng địa bàn. Nhiều cách làm hay sáng tạo tại khu dân cư được phổ biến và nhân rộng. Kết quả đạt được trong các nội dung phối hợp đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Bình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu thời gian tới, công tác phối hợp giữa mặt trận và các sở ban ngành cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chọn vấn đề có trọng tâm trọng điểm, đổi mới trong cách làm, cách chỉ đạo, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã khẳng định vai trò của các chương trình phối hợp. Đồng chí nhấn mạnh, công tác phối hợp cần mang tính tổng thể, đồng bộ, nâng cao hiệu quả và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, cần tập trung vào hoạt động giám sát phản biện giữa các ban ngành và mặt trận, tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an toàn biên giới. Chiều nay ngày 27 tháng 4, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình tổ chức sơ kết dự kỳ lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 8, hệ không tập trung, khóa học 2015-2017. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự. Lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 8 được khai giảng tháng 10 năm 2015 với 89 học viên là những cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, các ban ngành cấp tỉnh và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Qua một năm học, lớp đã tiếp thu, nghiên cứu tài liệu, thảo luận, kiểm tra kết thúc 8 môn thi. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 95% đạt khá giỏi. Tại buổi sơ kết, các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 8 đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về quá trình học tập, việc thực hiện các nội quy quy chế của lớp học, lợi ích của việc đi nghiên cứu thực tế, đồng thời có những kiến nghị đề xuất, đóng góp ý kiến về các nội dung học tập để lớp học đạt được kết quả tốt nhất. Phát biểu tại buổi sơ kết, đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ghi nhận những ý kiến tham luận của các đồng chí học viên. Để thực hiện tốt nội dung còn lại của khóa học, đồng chí cũng đề nghị các giảng viên chú trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, ngoài kiến thức lý luận tăng cường cho học viên trao đổi, thảo luận nhóm. Đối với học viên, cần nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy chế học tập, có ý thức học tập, nghiêm túc, gắn với lý luận và thực tiễn, chủ động bố trí sắp xếp công việc hợp lý để đến lớp đầy đủ. Sáng nay ngày 27 tháng 4, tại thành phố Đồng Hới, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Đức, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị đánh giá rủi ro tác động của biến đổi khí hậu và lồng ghép vào các hoạt động chữ thập đỏ khu vực miền Trung. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Đức, các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và đại diện Hội Chữ thập đỏ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường 14 tỉnh miền Trung. Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, với trên 70% dân số trong vùng trọng điểm thiên tai đối mặt với nguy cơ bão lụt, lốc xoáy. Tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam với biểu hiện rõ nét nhất là tình trạng hạn hán nặng nề và xâm nhập mặn trên diện rộng kéo dài trong 100 năm qua tại miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi năm, Việt Nam phải hứng chịu từ 10 đến 15 cơn bão, trận lũ lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 50% diện tích đất đai. Chỉ tính riêng trong năm 2013 đã có tới 14 cơn bão lụt với số người bị ảnh hưởng lên đến hơn 4 triệu người, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Hội nghị được diễn ra trong 2 ngày 27-28 tháng 4. Tại đây, các chuyên gia đến từ Cục Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu Miền Trung, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Đức và Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình sẽ trình bày các vấn đề khoa học gắn liền với thực tiễn, từ đó đưa ra các hoạt động giải pháp thiết thực, hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Ngoài ra, các đại biểu thuộc 14 tỉnh miền Trung cũng sẽ tham gia thảo luận, trình bày và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phối hợp với các ban ngành, cơ quan chức năng trong việc phòng chống tình trạng biến đổi khí hậu tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao việc tổ chức hội nghị, đánh giá rủi ro tác động của biến đổi khí hậu và lồng ghép vào các hoạt động chữ thập đỏ khu vực miền Trung,
qua đó nâng cao nhận thức về những tác động của biến đổi khí hậu đối với các tỉnh có nguy cơ cao ở khu vực miền Trung, đồng thời khẳng định sự tham gia tích cực, hiệu quả của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đối với việc phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi do thiên tai, thảm họa gây ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy cũng mong muốn các đại biểu tham gia hội nghị cần có đánh giá đầy đủ về những rủi ro, tác động của biến đổi khí hậu đến tính mạng và đời sống của người dân để từ đó xây dựng các biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm định hướng, tạo điều kiện về cơ chế chính sách, đầu tư nguồn lực cùng với các tỉnh, thành phố trong vùng nguy cơ cao thực hiện hiệu quả các kế hoạch giải pháp đề ra trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Hôm qua ngày 26 tháng 4, Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam, mùng 6 tháng 5 năm 1946, mùng 6 tháng 5 năm 2016. Dự lễ có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Từ khi thành lập đến nay, ngành thống kê Đồng Hới nói riêng và cả nước nói chung đã có bước phát triển vượt bậc. Dù ở thời kỳ nào, Chi cục Thống kê Đồng Hới đều hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các số liệu sản phẩm thống kê đã trở thành nguồn thông tin chính thống để lãnh đạo thành phố Đồng Hới, các đơn vị địa phương sử dụng trong việc đánh giá và dự báo tình hình, xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Chi cục đã ứng dụng một số phần mềm chuyên dùng cho thống kê, góp phần đẩy nhanh tốc độ xử lý thông tin, tăng độ chính xác của số liệu, giảm sức lao động cho cán bộ thống kê các cấp. Với những kết quả đạt được, Chi cục Thống kê Đồng Hới vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2010-2015. Dịp này, ông Nguyễn Lương Khuân, nguyên cán bộ thống kê phường Bắc Lý, đã được Tổng cục Thống kê trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thống kê Việt Nam. Sáng nay ngày 27 tháng 4, Ban đại diện Hội người cao tuổi thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội nhiệm kỳ 2011-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Trong nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi thị xã Ba Đồn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các hội viên của mình. Bên cạnh đó, hội cũng đã tích cực sáng tạo trong vận động xây dựng các loại quỹ tạo nguồn lực tài chính, thực hiện chăm sóc, thăm hỏi đồng viên. Hội đã phối hợp với các cấp ủy chính quyền mặt trận và các đoàn thể xóa 351 nhà tạm. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho hội viên cũng được hội đặc biệt quan tâm, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho gần 18.000 người cao tuổi, tiến hành cấp phát sổ bảo hiểm y tế cho hơn 8.000 người cao tuổi. Bên cạnh đó, hội còn quan tâm tới công tác xây dựng tổ chức hội, phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ tới, hội phấn đấu tập hợp 95% người cao tuổi vào hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, thực hiện tốt công tác chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi, phấn đấu để hội viên được sống vui khỏe, sống có ích. Nhân dịp này, hội cũng đã biểu quyết thống nhất bầu 11 cụ vào ban đại diện lãnh đạo hội người cao tuổi thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 và hiệp thương bầu 10 cụ là đại biểu chính thức đi dự hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 cấp tỉnh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Xuất cấp 60 tấn gạo hỗ trợ người dân xã Hải Ninh bị ảnh hưởng do tình trạng cá chết bất thường. Quảng Vinh, thương hiệu cá trắm Song Son. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe quyết định về việc phân bổ gạo cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng do cá chết bất thường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, căn cứ luật tổ chức chính quyền ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tại công văn số 490 ngày 26 tháng 4 năm 2016, quyết định điều 1, phân bổ gạo hỗ trợ cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng do cá chết bất thường với số lượng 500 tấn cho các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau: huyện Lệ Thủy 85 tấn, huyện Quảng Ninh 60 tấn, thành phố Đồng Hới 30 tấn, huyện Bố Trạch 110 tấn, huyện Quảng Trạch 125 tấn, thị xã Ba Đồn 90 tấn. Điều 2, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao nhận và hướng dẫn các địa phương cấp phát khẩn trương đúng đối tượng, chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại các địa phương. Điều 3,
Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch Nguyễn Hữu Hoài. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời hỗ trợ những ngư dân xã Hải Ninh đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng cá chết hàng loạt trong thời gian gần đây, chiều nay, ngày 27 tháng 4, Chi cục Dự trữ Quốc gia Bình Trị Thiên đã tiến hành hỗ trợ gạo cho người dân vùng biển trước mắt ổn định cuộc sống. Trong thời gian gần đây, do tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra dọc ven các vùng biển miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Bình, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các ngư dân và những người sinh sống bằng nghề biển. Để kịp thời động viên các ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chi cục Dự trữ Quốc gia Bình Trị Thiên đã xuất cấp 60 tấn gạo hỗ trợ cho 6.000 nhân khẩu của xã Hải Ninh, mỗi khẩu 10 kg gạo. Đây là sự động viên kịp thời nhằm giúp cho họ ổn định tâm lý và khắc phục khó khăn trong giai đoạn này. Thời gian vừa qua là gần nửa tháng, điều kiện là coi thông tin tin là coi là biển là cá chết nhiều, là nước là bị ngũ độc, đời sống của nhân dân là hàng ngày là rất khó khăn, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Hôm nay hỗ trợ cho địa bàn xã Hải Ninh một số là coi là gạo tận hộ gia đình. Với riêng bản thân tôi là một người dân Hải Ninh, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến tận địa phương và hỗ trợ trong những lúc khó khăn. Song song với việc cấp phát lương thực từ tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh cũng đã có một số giải pháp để hỗ trợ cho các ngư dân ở đây. Trước cái tình hình khó khăn như vậy thì huyện cũng đã kịp thời hỗ trợ cho bà con xã Hải Ninh 60 tấn gạo để kịp thời hỗ trợ cho bà con trong những lúc khó khăn. Trong thời gian sắp tới thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng như các ban ngành phải chủ động là có những cái giải pháp ổn định cuộc sống của bà con, kiến nghị với tỉnh, lãnh đạo tỉnh quy hoạch lại các cái vùng đất sản xuất, ổn định sản xuất lâu dài cho nhân dân xã Hải Ninh trong thời gian tới. Mặc dù vẫn còn khó khăn, nhưng với những sự quan tâm đúng thời điểm và cần thiết từ phía tỉnh và huyện, cuộc sống của người dân ở đây đã dần dần ổn định hơn. Mới đây, lực lượng biên phòng Quảng Bình đã kịp thời phát hiện xử lý một vụ thu gom cá chết trên biển nhằm ngăn chặn tình trạng thu mua và tiêu thụ các loài cá nhiễm độc gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Chiều ngày 26 tháng 4, nhận được thông tin về việc nhiều thuyền nan của ngư dân tỉnh Hà Tĩnh vào vùng biển ven bờ Quảng Bình để thu gom cá đục là loài cá sống tầng đáy bị chết hàng loạt trong những ngày vừa qua để bán cho thương lái, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Hải đội 2 phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dênh tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát, cảnh cáo 7 thuyền nan trên, kết hợp tuyên truyền vận động bà con ngư dân không thu gom cá chết để bán. Tất cả các đối tượng thu mua cá chết đều có địa chỉ tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi được bộ đội biên phòng vận động và thu giữ số cá chết để xử lý, số ngư dân nói trên đã cam kết không thu gom cá chết để bán nữa và trở về Hà Tĩnh. Sáng nay 27 tháng 4, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị chuyên đề một số nội dung về văn hóa với du lịch trong tình hình hiện nay. Tại hội nghị chuyên đề, các đại biểu đã được nghe tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề một số nội dung về văn hóa với du lịch trong tình hình hiện nay. Chuyên đề đã đi sâu phân tích mối quan hệ giữa văn hóa với du lịch qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc, những cơ hội cũng như thách thức trong việc phát huy truyền thống văn hóa để thúc đẩy du lịch phát triển và hội nhập trong tình hình hiện nay. Cho đến thời điểm này, quan điểm văn hóa trong du lịch ở Việt Nam được xem như là mục tiêu mang tính định hướng, vừa nội dung vừa là bản chất của du lịch Việt Nam, tạo nên tính độc đáo, hấp dẫn, đặc sắc của sản phẩm du lịch, góp phần quan trọng để Việt Nam tạo dựng hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đi sâu phân tích mối quan hệ giữa văn hóa với du lịch, tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh, văn hóa là nguồn tài nguyên độc đáo của du lịch, vì vậy mà văn hóa là điều kiện và môi trường để cho du lịch phát triển. Đồng thời, du lịch cũng là phương tiện để đánh thức và khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Chính vì mối quan hệ mật thiết này nên du lịch là một hoạt động văn hóa mang tính tổng hợp, hay nội hàm của du lịch là văn hóa, và tính văn hóa đó được thể hiện xuyên suốt qua cả hoạt động của du lịch. Tại hội nghị chuyên đề, tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng cũng đã nhấn mạnh, Quảng Bình nói chung và các tỉnh miền Trung nói riêng là những địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.
Trong đó Quảng Bình là vùng đất hội đủ các điều kiện để phát triển nhiều loại hình du lịch với nền văn hóa mang đậm đà bản sắc của nhiều vùng miền, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu xuất hiện vào khoảng thập niên 90 của thế kỷ 20, nghề nuôi cá lồng trên sông Son đang được coi là hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội của người dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, một địa phương trong vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Trong thời gian này, khi mà các loài thủy sản ven biển bị ô nhiễm, thì cá trảm sông Son một lần nữa lại khẳng định giá trị của mình. Từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu, hiện nay nghề nuôi cá trảm trên sông Son đã phát triển mạnh với khoảng 350 hộ với hàng trăm lồng cá, tập trung chủ yếu ở các thôn Xuân Tiến, Na, Trăm Mẹ của xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Ông Nguyễn Văn Mèo là một trong những người tiên phong và là tấm gương điển hình trong việc nuôi cá lồng trên sông Son của xã Sơn Trạch. Từ nghề nuôi cá lồng trên sông, mỗi năm gia đình ông thu về từ 40 đến 50 triệu đồng. Đời sống của gia đình ông theo đó mà khẩm khá hơn hẳn. Còn du lịch đến đây, dân ở đây tôi làm nghề nuôi cá và chỉ từng ngõ đời còn tước đồi thu nhập bình quân một năm được vài ba chú. Thì đó là đi có điều kiện tôi nuôi ba lồng trở lên mà được có lồng thì là người ta nuôi nó quân chiếu. Cả tổ trong dân bản trong dân nuôi bộ cả lửa vào nuôi thì được thì thu nhập vẫn được, nếu như khách tới đấy đóng thì khách dân ta vẫn làm ăn được. Không chỉ riêng gia đình ông Mèo, trước đây đời sống của nhân dân xã Sơn Trạch gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, nhiều tour tuyến du lịch được mở ra, bà con được tạo công ăn việc làm như chạy thuyền du lịch, chụp ảnh và kinh doanh buôn bán. Đặc biệt để phục vụ cho du khách, người dân địa phương đã mở rộng mô hình nuôi cá lồng trên sông. Cá trắm nuôi trong lồng được thả trên sông Son nơi có nguồn nước sạch. Cá được cho ăn các loài sông, tảo, phù du lấy từ lòng sông nên chẳng khác gì cá tự nhiên. Thịt cá trầm đã trở thành thương phẩm, chế biến được nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng và đã trở thành đặc sản mang thương hiệu của vùng sông nước Phong Nha Kẻ Bàng. Thủy sản mà đặc biệt là nuôi cá lồng của chúng tôi được xác định là một trong những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Bình quân hàng năm khoảng từ 250 đến 290 tấn thì đảm bảo là cung cấp cho các cái nhà hàng trên địa bàn và một số các cái nhà hàng của địa bàn của ở trong toàn tỉnh Quảng Bình. Thì đây là một cái nghề được xác định là có cái ưu thế trong cái thời gian tới, và chúng tôi cũng mong muốn là thời gian tới thông qua các cái kênh vay vốn của ngân hàng, thông qua các cái chính sách khuyến nông khuyến ngư để là phát triển mạnh cái nghề nuôi cá lồng trên sông Son. Mặc dù nuôi cá trắm trên sông Son đã trở thành một nghề mưu sinh chính đối với nhiều hộ gia đình nông dân ở xã Sơn Trạch, nhưng vẫn còn đó những trăn trở chưa dễ giải quyết. Câu hỏi được đặt ra với nhiều hộ nuôi cá là làm sao để tìm được đầu ra ổn định và biến nó thành một làng nghề truyền thống mang đặc trưng riêng có của di sản Phong Nha Kẻ Bàng. Chia sẻ về những trăn trở của nhân dân địa phương, đồng thời nhằm tôn vinh những người nông dân nuôi cá giỏi, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã có sáng kiến phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Sơn Trạch tổ chức hội thi cá trắm sông Son. Hội thi sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2016 và sẽ được duy trì tổ chức vào mùa du lịch hàng năm. Từ nhiều thập kỷ nay thì người dân địa phương xã Sơn Trạch đã nuôi cá lồng ở trên sông, và cá lồng đã trở thành một cái đặc sản của địa phương. Tuy nhiên thì vấn đề để mà quảng bá cái thương hiệu về cá trắm thì từ trước đến nay là chưa có ai thực hiện, cho nên việc tổ chức lễ hội cá trắm lần này là để giúp người dân địa phương, các hộ nông dân nuôi cá là quảng bá thương hiệu của mình đến du khách khi đến tham quan Phong Nha Kẻ Bàng. Đồng thời là trong cái vấn đề nhạy cảm về biển hiện nay thì việc tổ chức lễ hội cá trắm lần này cũng xin gửi đến một cái thông điệp đến du khách rằng là ở Quảng Bình, ở Phong Nha Kẻ Bàng thì không chỉ có các cái hải sản biển mà chúng tôi còn có các cái đặc sản khác như là cá trắm, các cái loài cá ở vùng sông nước ở Quảng Bình. Và chúng tôi cũng xin gửi thông điệp đến du khách rằng là hãy đến với Quảng Bình, hãy đến Phong Nha Kẻ Bàng đi. Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, vừa tôn vinh những người nông dân nuôi cá giỏi, đồng thời quảng bá sản phẩm cá trắm sông Son, một thương hiệu độc đáo của Quảng Bình nói chung và di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.
Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2016, khu vực miền núi mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có lốc tố và gió giật mạnh, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm và sáng có thể có mưa rào và dông, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 mét. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2016, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.